Nhóm tú bắt trước, tú bắt chuột, chào đại gia đình thân yêu nha. Chào cả nhà. Quá trời hổm dài mưa cả nhà. Cái bờ mé này cá nập quá trời nè cả nhà. Anh em đi đặt lợp, chào anh Tín. Chào cả nhà. Em mấy cái lợp bè cá nập quá trời ập rồi. Mà không biết cá gì đây nữa. Không éo anh. Vô gặt cái mưa tràn lên quá. Không biết cá gì đâu. Không cái bọng ngoài mà, bọng ngoài đi vô thoải mái mà. Có cái đầu trong đây nó hơi vít hơi, còn cái đầu ngoài này, đầu chỗ cái chòi mình đó cả nhà, nó có cái bọng đi nước ra vô bình thường. Quá trời cá nập nè, không biết cá gì. Trời cá gì dữ hằng anh Tính. Nghèo con hết cả nhà. Công tông nó quê. Cái linh nữa. Ém mấy cái lợp bậy nó hồi cái này chút nữa mình dỡ ra đấy nha. Trời trên kia cạn hả? Đó cạn có khúc này sâu à. Này ở chút khúc này mình dích làm ốc hả mình nè. Coi nhóm ém ém được không? Bên đây bá ớt, bên đây được quá nè Dương Văn. Ớt bên đây được, bên kia chết hết rồi, bên đây cũng được được nè. Có chỗ. Trời mưa không ngập hết trơn cả nhà ơi. Đi sâu không? Ém luôn. Có khi nào mình đặt dính cá của mình không không trời. Trời ơi, đây nè. Cũng nghi lắm cái gì vậy? Thả hầm lên đi. Bắt đi cái sạc đang được mà. Có khi nào cá. Đó cạn anh đến rồi. Nước là có cá. Cũng nghi lắm mà. Cũng nghi lắm nghi á. Cá mình nó ra. Cũng nghi cá mình nó ra. Đang cá thành tới nè. Bà anh tắn tắn kìa. Ở đó lại. Sợ cá mình nó ra cái mặt liền. Thua liền chứ không phải chơi đâu. Thấy nó thấp quá trời, con sợ cá mình ra úp không đâu. Tôi thấy mưa ướt ngập hết trơn trên đây nè. Ngập hết trơn rồi cá mình chứ cá ai nữa. Rồi mình tắn mấy con ngoài đó đi. Ôi trời. Nó ra lại đây thì nó còn đây chứ đâu. Có nào cái bọng ở ngoài rồi chứ nói chi. Bọng ấy nhém cái vỗ là. Chứ khi nào dở ngồi cá chê không không. Tù rau hết sức trời. Quá trời không mưa, cây mưa đó đâu 5-6 tiếng đồng hồ cả nhà mà mưa lớn luôn. Ngập hết trơn nè. Mưa có 2 ngày 2 đêm chứ gì nhiều. Mưa có 2 ngày 2 đêm chứ nhiều nhiều. Không sao đâu ơi, tôi thấy trong hầm mình còn ập dữ lắm. Không ập cái chết chốt luôn ạ. À. Còn ập dữ lắm cả nhà ơi. Dạ, hổm là thủ là tắn cái này trước rồi đó mà không biết nó ngập hết trơn luôn đó. Rồi sao cái mặt nước nó lên nè cả nhà, nó lên chỗ mà trắng trắng đó cả nhà thấy không, dưới cái mí cỏ đó trắng trắng lên là lên tới đó là ngập trên cái bờ ớt em luôn đó. Đắp thêm mà nó ngập tới cái bờ, cái bờ mà anh đắp đó rồi, trong đây rồi, nó bỏ hết trơn rồi. Con cái motor bằng cầm tay rồi, cả nhà bơm nguyên cánh đồng nè. Nó bình trái lắm trái rồi. Khúc ngoài nó bò lên hết trơn rồi cả nhà. Còn cái hay Dương Ba, còn cái lợp hả? Đi ra đồng ngoài đặt luôn. Đi dài dài vô ơi.
mấy cái đọt này chưa hết hả ta? Rồi, cái chèo đó nó ra lại đó. Ra cái tược á. Ừ, cái chèo lên. Chèo ra nữa rồi đó. Chèo ra lại đó. Lắm cái chèo, dữ lắm chèo. Ừ, chèo mới lên bò nè. Ừ. Nhắc cái đọt là tẻ chèo ra hả? Đặt đặt ra nè. Nè không, cái này cái chèo mà bự hơn cái đọt cái nữa nè. Nhắc nó mới bự. Nè, cái này cái chèo nè. Này cái dây cái nè. Dây cái nó bò lên đây nè, ngắt cái đọt trên đây nè cả nhà. Đâu có cái này cái chèo nữa. Chèo nữa. Ừ, dây cái ngắt cái này nè. Phải làm cái gì mình cũng phải biết mới được, không biết là để cho nó bò hoài là không có trái cả nha. Trái xìu à. Nó bò lắm. Coi cái đọt nào ấy dài dài thì mình ớt cái giò anh tính này. Ừ. Ớt ớt bên đây ngon hơn bên kia chết hết rồi, còn được bờ bên đây. Mà cỏ không à. Mưa kiểu này phải chịu chứ biết sao vậy. Trời, tao lấy dù tao che nó lại. Bên đây tốt được vậy hoài đỡ quá cả nhà, mà bên kia nó chết hết trơn rồi. Này cũng tiêu hết trơn rồi nè. Mưa ngập. Ngập linh lá ngập là đụng nước lên đó cả nhà. Quá mưa chú Tư anh. Nhóc chân kìa. Cái gì? Mới đặt mà chạy hả? Ừ đó. Kìa. Chạy cả nhà ơi. Đó. Thằng ơi trời. Cái gì đâu mà giữ thằng vậy? Cũng giỡn lên trời giỡn lên đi giá chân. À, đúng rồi giỡn rồi đi giá chân. Để một chút xíu nữa mình đi. Đi thăm cả nhà mới đặt mà nó chạy rồi. Này tôi cũng nghi lắm nha anh Tính ơi. Mắt giật dữ lắm rồi đó. Đâu cái nữa. Mỹ trên đây hay gì ơi. Còn dương cái để em ra đầu ngoài đặt cái nhà ơi. Thánh thằng ơi là trời. Dữ lắm cái lập này chạy gì dung dinh trên đây nữa nè. Đó. Đó. Chạy dung dinh cái lập chân ơi. Dữ lắm chạy mà không biết cái gì nè, để chút xíu đi, dở luôn, để lâu lâu đi. Trời ơi, dục dịch kìa kìa. Vô bánh rồi. Còn cái nhắm đặt đâu, vô đó, đặt đi dùng bay. Ồ, cái chơi còn dữ lắm gì. Ồ, con bích nãy bự thanh. Mới đặt là dung dinh nè. Gì anh? Bự nè. Phát. Bạn để phát hay ham. Nè cả nhà. Bự. Lập động vậy cha. Để đi chút xíu đi hai thăm luôn. Trận hồi chạy cái vồ nữa đó. Cái vồ tan mát luôn. Nè mới đặt mà vậy không nè cả nhà. Mà không dám dỡ lên lặn cá nó đi. Chuẩn bị buộc cái gỗ đầu ngoài rồi đó. Ngoài này cái nữa. Để đi. Vô ngoài đây. Cái lập này hãy đặt trước nè, không biết nó chạy gì dữ không mà cả nhà. Dung dinh kêu đó là cá dữ lắm cá đó. Trời Phật ơi, cá lóc cái gì anh Tính ơi. Ô cá chơi ông nội ơi. Cá chơi. Chưa dở nè. Thôi thôi cá chơi của mình cái gì nè ông ơi. Thánh thằng đó là trời. Cá chơi nè, vỏ vàng nè, nó nữa chứ đâu nữa. Thôi để chút xíu đi thăm luôn cả nhà. Nghi lắm mà. Lắm không? Vậy kèo kèo không? Nhóc cái chân nè, lại đầu chân nè, mới đặt chút xíu nhóc chân nè. Ông người bữa đó không có buộc lại nữa, bữa nay mới buộc cái gỗ lại. Cái gỗ lại kêu năm buộc lại. Dưới đây có cái bọng đi ra đây nè kìa. Tưởng cá ở ngoài vô. Nãy giờ mưa quá trời cả nhà ơi. Đi đổ lập anh em ơi. Anh em mình đi dở mấy cái lợn mình. Dở lợn đó, con ăn nào. Nó bụng dữ lắm rồi, cá gì chạy đây. Gì có con gì đâu trời. Có, nãy cái nãy hai ba con rồi tôi thấy có cá chơi nữa. Nói chung cái già. Có gì đâu trời. Trời ơi.
Cái chơi của mình ông nội thôi. Phải không? Cái chơi ông nội ơi. Trắng ơi. Ủa nãy nó nhảy lắm mà trời. Đi ra được hay gì trời. Mưa mà. Có cái gô nữa nè. Cái gô cái sạc. Gô cái sạc luôn. Đặt lại luôn đi. Đặt lại chứ. Đặt lại cái nhà. Trời chơi mình đi ra trời. Chết luôn rồi. Ông nội ơi. Đi ra làm sao coi. Không mấy cái làm sao coi làm sao vậy. Hồi nãy cái đó nãy thấy nó nhảy xối xối vậy á. Đi ra được thì vậy quay chắc chung ra đâu ta. Không hiểu nổi. Đi ra được á. Chung ra được á. Là trời. Chung ra hơn á. Ở đây có cái nào không? Có cái nào là cháu bạc kìa. Cái nào cũng giỡn khèo khèo chân nhắc này mất tiêu chân là sao? Chung ra lại hay gì á. Nheo mà. Đặt lại luôn. Không. Kìa. Không có. Luôn. Đi ra kỹ quá. Chạy có lũng không? Lũng đầu lũng. Đi ra là để chung ra cái lỗ này được nè. Ừ phải rồi. Đặt lại luôn đi. Trời. Trời ơi. Chết luôn rồi. Cá. Ru trơn rồi nè. Ra hết rồi. Mấy nghe không trên. Thánh thằng ơi nó dính ông nội rồi ra đây nè ông ơi. Cái chơi của mình nè nhờ phát hiện sớm. Cái gỗ ngon nè. Dữ lắm cái chơi. Chục con. Thằng ơi là trời. Để ra đây chứ đâu ra ngoài được. Vòng vòng ở đây mình tắt lại. Cái gô ngon không cả nhà? Gô có chạy được. Ghê chạy. Chạy cái chơi ghê chạy. Chạy rồi. Chạy hông? Bà không biết sao đây nè. Thánh thằng ơi là trời. Chết luôn còn cái gì. Thánh thánh. Nào phát hiện sớm. Phát hiện sớm thì mạt rồi. Chúng mấy rồi. Thôi thôi. Chúng lớn rồi. Chúng rồi cả nhà ơi, vô cái tật trời. Vô một ổ cá chê rồi. Chê nhà. Hết tham thiệt chứ. Đây là đắng rồi sao? Ở cần tính rồi. Đi giữa hết vậy. Cái giò như cái bàn đó. Bảo đảm nữa là nước mắm ăn đủ mới sợ đấy. Ê, nhảy ra gần tính. Giờ cái lợi kia lại chỗ này cái sâu sâu nè, chắc này lên cái sâu rồi. Giờ lại cái là cạn ra đây nè. Bây giờ nó nước cái cạn rồi nè. Kìa, lấy anh ba đắng nước kìa. Đây ao nước chết không? Gần gần không? Anh tắng né rồi mà. Thánh thằng ơi là trời không chạy. Nhận anh ha. Cái này mà đặt mấy quần khác mà gặp kiểu này vô mánh này cả nhà. Nè. Cái gồm ngon. Còn nữa. Còn đụng nặng quá. Vậy. Thôi thôi. Quậy quậy cái giữ lại coi. Cạn cái ra được. Mưa nè. Hút tiêu rồi. Vô con gom khúc sâu không à. Mưa nãy giờ cái mưa lớn lắm cả nhà. Ba con. Chơi cua. Ba con cá chơi. Vậy cho trong khúc sâu đi ha. Ừ. Còn cái ngoài này nè cả nhà. Mấy cái nữa? Con cái một hay hai gì không biết nữa. Cái này có lý nè. Giữa luôn. Cái này ít rồi qua, cái này là không ra nó gom khúc sâu đâu rồi. Khúc sâu rồi. Đây rồi, cái lạp mình nó lọt. Cái lạp mình bị lủng ở dưới nè. Kìa, hai con luôn kìa. Lũng nào? Dưới đít nè, đó còn con nữa đó. Thả vô luôn đi, thả con đó vô luôn nhanh tính nè. Nó nhiều như qua. Ê, lọt nữa kìa. Ôi ơi. Kỳ chạy.
Ừ, cái lợp mình bị chuột cua, cắn hết hay gì vậy? Cua kẹt kẹt rồi chết rồi. Chết nữa nè cả nhà. Ủa nó lọt đâu chạy? Thả đi. Thả xuống luôn đi Dương Ba. Vô mấy lửa mấy cá sặc rồi vô ăn kiếm kho ăn được. Bị lủng dưới đất anh tính. Sợ mấy cái kia nó lủng nó lọt á. Cái này đúng, cái này là cái gì cọt lên. Trời, cá đi hết trơn rồi cả nhà. Ê, mưa. Đây thì nó còn đây. Thôi giờ mình vô mình lửa mấy con cá gô nào ăn được rồi, cá sặc ăn được cái còn nhiêu mình thả lại đi. Đi. Vô cả nhà. Làm gì ăn mà được, nó bụng lắm rồi. Còn chạy giỡn giỡn hết. Còn, đặt. Đấy, đặt lại mà. Câu thôi câu rồi đấy. Chạy nữa rồi đó. Cái thằng mới đặt xuống là có nữa rồi. Quậy quậy nó chung vô tưởng cho nó ăn hay gì nè. Để lâu chung ra được quá. Cái này canh nó mới được con ơi. Dương Ba đặt đắng cá nữa cả nhà. Rồi đó. Em ém á kìa Dương Ba. Ngồi đây giả lên luôn đi. Đặt dày dày cái hút sâu rồi đi. Bắt vô lại cả nhà ơi. Cái gì cũng vui chứ bộ à. Vui. Không hay sớm vui rồi. Rồi. Ừ. Mới đặt xuống dính, mới đặt xuống dính. Đi ra đây dữ lắm, nhiều rồi cả nhà. Thằng ơi kìa. Cái sạc cá chơi luôn. Đổ đi hầm, đổ đi. Cái sạc bành kia. Sạc bành kia. Đứng cá chơi dục hầm luôn đi. Trời, nó hay, cá chơi nó đi hay lắm cả nhà ơi. Dục cá chơi hầm luôn. À Dương Ba bắt dục Dương Ba. Không có con tay một à. Cá sặc ăn được hết à. Bành bành hết rồi, à. Nó đâu có bự nữa. Vui hả ta? Coi chừng ơi, trước dính nữa rồi đó. Cái đó có dính không tên? Cái này canh nó mới được. Thanh thằng có gai dính nữa kìa. Uống rồi. Không tin nổi cả nhà. Ôi trời, rồi nó lọt. Cái hàng trước nó chạy nữa hay gì cả nhà ơi. Đâu? Dở luôn rồi. Ôi trời. Có chạy nữa nè. Tối ngày bà gì nó cắp nó chạy. Nè. Cái chơi không hả? Cái chơi không? Đổ dưới luôn đi không Khanh ta. Năm con. Đặt lại cái nữa đi. Trời tưởng đâu cá kia là ngon cả nhà. Giờ đâu cá chơi nhà của mình đi. Rồi lấy mấy cá lựa mấy cá ấy ra đi rồi. Làm gì ăn cơm. Thả mấy cá chơi lại. Rồi mấy cái chặt ăn cả nhà. Nhảy. Nó chơi này chết luôn rồi. Ê, nó còn sống Thính. Sống gì nó sống được sao mà nó ngộ hả? Thật lư nó bị cua kẹp hay vậy? Chết nhất rồi. Sạc gô hoành mạnh không? Ê. Tiêu rồi. À. Thả mày ra cái lại tính ra. Không có đi nữa nghe mấy ông. Được mớ cá nè cả nhà. Sạc cái gô. Ăn hắn mới được. Không mấy con cá sặc chứ cá gô không đủ ăn cả nhà ơi.
đố thanh mướp này đâu hả? Không có bệnh hả? Ừ. Nhà chi cách nè. Hôm nay là ăn được ăn mướp nhà nghe cả nhà. Cái này không biết làm gì nữa. Cái này mình múc thêm con cá cha đang ăn đủ đồ ăn ăn cơm cả nhà ơi. Chắc gì dính đây nè. Cái gì? Chắc gì dính. Trời ơi, cá lòng tông dính kìa. Cái gì dữ lắm. Dữ lắm. Kéo qua đây nè anh Tính ơi. Qua đây nè, qua đây đi. Kiếm con nào bự cái. Bự nè, có con tổ trang này nè. Cái tên tự cái lội. Cái bự rồi đây. Đó con bự á. Đó đó. Đưa ngang. Ừ con đó đó. Đó, con đó bự đó. Rồi. Con một rồi, cả nhà. Con một rồi cả nhà. Thôi, giờ mình làm đồ ăn ăn cơm thôi. Hôm nay mình có mướp nhà nữa nha, mình làm gì làm, ăn nấu canh gì đó cũng được. Cá chân tư luôn. Thả cho bớt đi. Cá này ký gửi rồi nghe cả nhà, ký gửi nha. Thôi qua làm đồ ăn cơm cả nhà ơi, chị Ngân mới nấu cơm sẵn rồi, giờ mình chỉ làm đồ ăn thôi. Sớm anh em cũng làm được mới chuột nữa cả nhà. Trong thời gian chờ đợi đặt lạp anh em ở không rồi đi bắt được mớ chuột nè. Là mình chiên. Chuột thì chiên. Chuột chiên. Rau thì luộc. Còn cá thì mình sẽ kho khô cả nhà. Ngon cả trời. Được mấy cá sặc chứ không đủ ăn này thì kéo cá chim cá cha. Mình ướp mình sẽ kho. Mùa ba thì đang bắt cái chảo để chiên chuột với lại luộc nấu canh luộc với rau này nè. Chiên cả nhà ơi. Chiên tư. Chuột với giấm mối. Trời mã một luôn hả Dương ba? Ném cái đùi nó xuống kìa. Nó banh ra. À, nó banh ra vậy đó. Bụng dữ lắm rồi cả nhà ơi. Đủ đó đâu cả nhà. Đi giữa ngày cái gì. Đặt mấy cái lạp rồi anh em đi bắt chuột rồi. Đào trúng cái hàng chuột gì đâu mà. Rồi là chị Ngân ở nhà nó nấu cơm sẵn rồi. Thôi đậy nắp rồi Dương ba. Đậy nắp đi trước rồi sống lại. Đây chị Ngân còn nó cá nè, cá cá nước sôi cả nhà ơi, để rau với mớp mình vô. Bữa nay mớp mình thu hoạch được mớ dữ rồi nè, mớp bông mớp này ha. Ngon ghê. Thu hoạch mấy cái trái mớp bự bự ăn được rồi cả nhà. Màu lắm, mớp màu lắm. Nhận xuống đậy nắp lại dùm ba. Chút cũng mềm mà. Rồi xăm cái chảo chuột mình coi. Rồi chút nữa. Vàng chưa ạ? Chưa, Dương ba đợi chút xíu nó mới vàng. Dương ba dỡ nắp đi, bỏ nắp ra ngoài đi. Đó, nó lấy hồi đi rồi nó vàng rồi mình hãy chở. Vậy nó mới chín nổi chuột không. Ôi, vàng cả nhà ơi. Chở cái đầu đây ẵng luôn đi Dương ba ơi. Rồi canh mình chín rồi cả nhà ơi.
cái này canh có không phải nhớ không rồi canh mà không có cá gì không nhận niêm còn nồi cá mình nó gần khô rồi đó. Chuột này cũng gần chín rồi, chuột vàng trên tính rất này có món canh ăn mới nổi rồi chứ đi làm anh em ai cũng mệt hết rồi cả nhà ơi. Mướp của mình đó. Mướp này nè. Không. Ở về lâu lắm không ăn chuột thiên tư nè. Rồi cái món cá với món chuột thiên tư nó là xong. Để chưa vô luôn hả chị? Ừ, cho nó thơm đi. Được rồi đó chứ, đã hành luôn được rồi đó. Hành được phải không? Ừ. Vô luôn. Vô luôn. Có tôi cái phù hợp của hành được hơn à. Sống phải ăn. Hay là ăn để sống, không phải sống để ăn cả nhà, nó bụng dữ lắm rồi. Cá đi luôn. Cá mình kho mình có để nước cơm giống nè. Nó sành sạch ngon á. Múc lên em nó bụng nó tranh thủ làm lẹ lẹ đang ăn một dĩa hết rồi cơm luôn ăn hết rồi về nó đói đói vậy chứ ăn mấy vô cái nó đầy bao tử hai chén cơm ba chén cơm no. Cá gô kìa cho ăn xúc cái đó vô luôn. Ừ cái đó là sao chưa ăn nước vô rồi rồi xong rồi tôi về chưa luôn. Ừ. Hết rồi múc ra thêm rồi tôi đi về đã quá. Ừ. Đây anh Tú anh với cơm luôn cả nhà ơi. Xiết xiết rồi em ngồi tới rồi lại chuột cái nữa là xong nha cả nhà. Chính này cả nhà, vàng thơm luôn nha. Chuột thiên tư. Trời ơi. Chảy nước miếng cả nhà. Cơm thôi, cơm thôi. Quá tuyệt vời. Dạ luôn tới đây. Lên luôn. Chén mắm mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Múc cái chén ra sớt ra. Chắc chỉ hai người chấm. Được rồi. Được rồi. Rồi. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà. Không béo mặt vô. Béo mặt vô. Áo ướt hết rồi. Này áo hồng còn áo thua ta. Kèm vô dâm này ăn với chuột chiên nha cả nhà. Cho nó ngon miệng chút. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Chưa chắc hết. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà. Cơm tàu cậu ơi đó. Để con chặt con có nhiều cơm nó ngu. Mời cả nhà ăn cơm. Mời anh Hùng, anh Tiến, anh Hòa, anh Thanh, anh Minh. Mời cả nhà xin cơ bay. Mời cả nhà ăn chuột nha. Ngày đói bụng ăn cơm rất ngon miệng lắm hả mà. Ngon rồi mấy. Có ai mua nước miếng thì đến chịu. Cái ăn chút chi có gì đâu. Ở chợ anh. Như lại ở nhà thông cảm mà cho anh em nha. Cái này thì mùa mưa gió đi làm clip khó lắm cả nhà ơi. 2-3 ngày đăng không có đủ clip đăng cho cả nhà xem, cả nhà thông cảm cho anh em nha. Quá trời không mưa, ngày nào không mưa, sáng ra không mưa tới trưa. Cái người người xíu cái quýnh cây nó cái chiều. Khó rồi khó. Đào ăn chuột cống từ sáng tới chiều mà lại kia chạy bất được. Đào cái hai chuột cống thấy đúng rồi luôn cả nhà, hết biết thì cho hết nắng rồi tới mưa. Mưa rồi cái đầu đào ngồi ngồi không có con chuột nữa. Hết tham rồi chứ. Đào cái mắt tiêu hả? Trời ơi chuột nữa mà. Mở hết không rồi. Lắm rồi. Chuột ngon cả nhà ơi.
lắm rồi. Đó, tôi biết. Được nhỏ, được nhỏ. Chỗ Khoa nấu thành gì đây? Dạ. Dạ, quay cho cái nhà xem đây. Cho rồi quay dọn vậy chứ. Tranh thủ ăn mà sợ mưa một hồi cái nó thiết nó ồn ào quay không được thế rồi nha. Dữ lắm nó ồn ào mưa lớn lắm lớn. Thiết mình nó mỏng nữa. Thế nó chơi nhợ ho nó da cái này. Bít bùng mất cho rồi. Không đi được. Cái này mà gặp mà ham ham mà hôm dài không mưa không mưa thì cá nó đâu có đi ra. Đúng không? Gặp như cái đồng cá nay giống mà chuột mà nhiều cứ đi dưới hoài không thì không đi vô đây rồi. Không hay kiểu này chết luôn rồi. Hết mọi cái hầm cũng gì. Cá chê đi không mà. Đi đây còn lại không? Tại đi ra không được. Được ta, muốn anh chạy được hơn tính à. Không mất ăn lại. Không mất ăn lại. Mất về bữa bán biết chừng này bạc lắm. Mỏi tay luôn. Ai ăn cái gì mới ăn nè. Thôi này có chỗ nào nhận từ thiện không, không biết. Có chỗ có tàu quá. Bây giờ ngoái 2-3 ca bệnh nữa rồi. 2-3 ca bệnh nữa ngoái bác hai ơi. Đi ngoái không được bác hai ơi. Tú có muốn nói gì anh Tú? Nói gì nói đi. Hay sớm giờ mỏ nhọn nhọn kìa. Làm cũng thay mặt anh em mời tất cả cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột. Nguyên con chuột cống xù chiên. Một lần nữa mời cả nhà nha. Bắt chuột chiên tư. Con nào không nấu mình à. Bây giờ kết thúc clip đâu anh này xuống ăn cơm đi. Chưa lắm rồi. Thôi thì em cũng xin tạm kết thúc clip rồi cả nhà. Đau bụng dữ lắm rồi, đi với anh em sớm giờ sáng vô sớm chữa ăn uống gì hết. Em cũng xuống ăn miếng cơm với mấy anh em cái coi như không có mưa đi kiếm cái gì thêm làm cho cả nhà xem nha. Em cũng hẹn cả nhà gặp lại trong những clip sau. Chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye.